sau 3 lần tuyên tử hình, kẻ sát hại người mẹ mù lòa nhận án chung thân. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo là người thiểu số, nạn nhân là mẹ đẻ bị cáo nên nếu tuyên án tử sẽ gây thêm đau thương. Sau một ngày xét xử và nghị án, tối ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bỏ án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Phượng, 55 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang, về tội giết người. Đây là lần thứ 4 bị cáo Vi Văn Phượng hầu tòa sau 3 lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc giết mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui. Sinh năm 1926, nạn nhân bị mù lòa. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo từ mức án tử xuống tù chung thân. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Phượng là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc tuyên án tử đối với bị cáo sẽ gây thêm đau thương cho gia đình. Hơn nữa, gia đình cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Về phía cơ quan điều tra, hội đồng xét xử nhận định, dù có sai sót tuy nhiên không quan trọng, không thay đổi bản chất vụ án. Bị cáo khai bị ép cung là không có căn cứ, bị cáo không bị đánh đập, nhiều bản ghi lời khai có chứng kiến của kiểm sát viên hoặc luật sư. Dù tại tòa bị cáo Phượng không nhận tội, hội đồng xét xử cho rằng các lời khai nhận tội của bị cáo tại giai đoạn điều tra là phù hợp. Bị cáo đã sát hại mẹ vì cuộc sống khó khăn lại phải chăm mẹ mù lòa, mâu thuẫn vay mượn 1,5 chỉ vàng. Bị cáo đủ năng lực hành vi nên tòa sơ thẩm quy kết bị cáo giết người với tình tiết tăng nặng giết mẹ là đúng người, đúng tội không oan, hội đồng xét xử cho biết. Theo cáo buộc, cụ Nguyễn Thị Vui bị mù lòa, sống chung với vợ chồng ông Phượng từ năm 2003. Năm 2009, do kinh tế khó khăn, con trai và vợ ông Phượng đi xuất khẩu lao động. Để có tiền lo chi phí, ông Phượng vay mượn nhiều người, trong đó vay của cụ Vui đôi hoa tai 1,5 chỉ vàng. Sau đó, ông Phượng bị cho là bức xúc trước việc cụ Vui nhiều lần đòi nợ nên nảy sinh ý định giết mẹ để chút gánh nặng. Ngày 2 tháng 10 năm 2012, bị cáo ra tiệm vàng mua đôi hoa tai 1,5 chỉ vàng để trả cho cụ Vui. Hai ngày sau, cụ Vui hỏi, mày trả tao vàng giả à? Khiến bị cáo càng thêm bực tức. Trưa mùng 5 tháng 10 năm 2012, ông Phượng đi làm về nhà, thấy cụ Vui nằm ngủ trên giường liền đi vào góc buồng lấy con dao chém nạn nhân tử vong.